Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Đời vợ lên đầu, cuộc sống của vị tiểu bảo Trần Tiểu Xuân 10 năm qua như thế nào? Nhiều người cho rằng chính tính cách mạnh mẽ, nghiêm khắc của ứng thể nhi là yếu tố xúc của hôn nhân của cô và Trần Tiểu Xuân hạnh phúc suốt 10 năm qua. Nếu trong lộc định ký nhân vật vì tiểu bảo vô cùng đào hoa khi có tới 7 cô vợ thì ngoài đời Trần Tiểu Xuân nam diễn viên được mệnh danh là vì tiểu bảo xấu nhất màn ảnh lại được khen ngợi với tính cách trung tình và sợ vợ. Ba xã Trần Tiểu Xuân là ứng thể nhi, cô sinh năm 1983 tại Đài Loan, năm 11 tuổi ứng thể nhi theo cha mẹ đến New York Mỹ sinh sống. Tại đây, cô đã xuất sắc giành giải Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế người Hoa tại Mỹ khi vừa tròn 17 tuổi. Cùng năm cô và mẹ sang Hồng Kông nghỉ hè và được bạn bè giới thiệu tham gia casting diễn viên cho công ty điện ảnh China Star. Nhờ lợi thế chiều cao 1m69 cùng vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, ứng thể nhi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của bà trùm làng giải trí Hồng Kông, Tần Lam. Cô ngay lập tức ký hợp đồng để trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Tài năng diễn xuất của ứng thể nhi được thiên vương Hồng Kông Lưu Đức Hòa đánh giá cao. Cô được giao cho nhiều vai diễn nổi tiếng trong các phim như Toàn chức sát thủ Tần Lộc Đình Ký 2008, Triều Thị Cô Nhi, Shopee Hot, Kế hoạch Baby. Dẫn thần vào điện ảnh, ứng thể nhi dễ dàng quen biết nhiều tài tử nổi tiếng, điển trai. Tuy nhiên cô là khiến không ít người bất ngờ khi kết duyên với Trần Tiểu Xuân, nam diễn viên có xuất thần nghèo khó, cùng ngoại hình, không mấy bắt mắt. Năm 2010, cặp đôi tổ chức hôn lễ hoành tráng tại Las Vegas, Mỹ, đánh dấu chẳng được hôn nhân hạnh phúc đến tận bây giờ. Để giữ gìn hôn nhân suốt 10 năm qua, Trần Tiểu Xuân nổi tiếng chiều chuộng, vâng lời bà xã kém 16 tuổi. Vốn có tính cách ngang tàng nóng nảy, Trần Tiểu Xuân đi đâu cũng chỉ dùng chiếc xe màu xanh quân đội H3. Tuy nhiên, từ khi kết hôn anh sẵn sàng đổi xe thành xe còn bốn chỗ phù hợp cho gia đình. Xuất hiện trên truyền hình, nam diễn viên cũng được nhận xét bình tĩnh, nhẫn nhìn hơn khi còn độc thân rất nhiều. Khi hai vợ chồng đi ăn ở một cửa hàng nhỏ, Trần Tiểu Xuân phát ra tiếng nhai, ứng thầy Nhi liền dùng tay đánh mạnh vào vai chồng để nhắc nhở. Đang nói, không những không tức giận, Trần Tiểu Xuân lập tức nhai nhẹ nhàng để không phát ra âm thanh nữa. Không những vậy, ứng thẻ nhi còn nổi tiếng mạnh mẽ, không ngại sàn mặt công khai kẻ thứ ba, dám tán tỉnh chồng mình. Năm 2012 khi phát hiện có nữ diễn viên nhắn tin tán tỉnh Trần Tiểu Xuân, ứng thể nhi không ngại ngần, lập tức lên mạng xã hội cảnh cáo. Nếu cô còn dám gửi các tin nhắn hoặc ảnh đến cả gẫm Mr. Trần, tôi sẽ công bố tên và số điện thoại của cô lên mạng. Nghe rõ chưa? Hành động quyết liệt thẳng thắn để giữ gìn hôn nhân của ứng thể nhi nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng. Thậm chí nữ diễn viên Dương Mịch cũng vào bình luận xuất sắc ủng hộ chị. Trong cuộc sống đời thường, ứng thể Nhi cũng nổi tiếng là một người mẹ nghiêm khắc, quyết liệt trong việc dạy số con trai. Ngược lại với ông xã chiều chuồng con, luôn màu chóng số con khóc, ứng thể Nhi chia sẻ, cô thường để con khóc chán rồi mới tới ôm cậu bé. Cô vô cùng nghiêm túc, mảnh tay, chỉ quý tử. Nữ diễn viên quan niệm, nếu người lớn cứ chiều chuộng trẻ nhỏ thì sau này chúng sẽ hư hỏng, tôi buộc phải nghiêm với con trai của mình. Nhiều người cho rằng chính tính cách mạnh mẽ nghiêm khắc của ứng thể nhi là yếu tố giữ cho tờ ấm của cặp đôi êm ấm ngọt ngào suốt 10 năm qua. Chia sẻ về bà xã Trần Tiểu Xuân ngọt ngào, tôi thực sự yêu vợ. Mới đây, Trần Tiểu Xuân cũng thông báo đến khán giả tin vui, bà xã ứng thể nhi đã mang bầu con thứ hai ở tuổi 36. Thư dân mạng xứ Cảng Thơm gửi lời chúc đến cặp đôi, hy vọng họ sẽ chào đón thêm một tiểu công chúa xinh đẹp bởi Trần Tiểu Xuân cực kỳ thích con gái. Hiện tại, Trần Tiểu Xuân và ứng thể Nhi là một trong những cặp đôi viên mãn tròn đầy nhất nhì của showbiz xứ Trung.